Ngày 14 tháng 10, thông tin từ Công an huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh cho biết đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an huyện Hương Sơn bắt quả tang đối tượng Trần Thị Thủy 1999, trú tại xóm Đức Thủy, huyện Đức Thọ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo đó, vào khoảng 19 giờ 20 ngày 11 tháng 10 tại con đường tại Đa thuộc địa phận xóm Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, lực lượng chức năng đã bắt quả tang đối tượng Trần Thị Thủy đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đức Thọ thu giữ tang vật gồm 101 viên nén màu hồng, 2 viên nén màu xanh nghi là ma túy dạng hồng phiến, 2 túi ni lông đựng chất bột màu trắng nghi là heroin. Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng kế tiếp điều tra mở bát ngát vụ án để xử lý theo điều khoản của pháp luật.